Thời gian qua, từ các chương trình dự án huyện Sa Thầy chú trọng đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao trình độ sản xuất cho người dân tộc thiểu số. Huyện Sa Thầy có hơn 32.000 người trong độ tuổi lao động. Năm 2013, huyện tổ chức 16 lớp đào tạo nghề cho hơn 400 học viên, vượt 34% chỉ tiêu tỉnh giao. Bên cạnh đó, từ các chương trình dự án đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng huyện tổ chức 17 lớp tập huấn bồi dưỡng cho hơn 600 người dân vùng dân tộc thiểu số về kỹ thuật chăm sóc các loại giống cây trồng vật nuôi. Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện mở 41 lớp tập huấn kỹ thuật với nội dung về công tác khuyến nông, kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả, nuôi cá lồng. Có gần 1.200 lượt người tham gia, trong đó có 800 hộ là người dân tộc thiểu số. Nhờ vậy, đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện đạt 54%. Thông qua công tác đào tạo nghề, góp phần nâng cao chất lượng tay nghề cho lao động nông thôn, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để người dân tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Trong năm 2024, huyện phân đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 57%.